nhà sai phạm trong mua sắm thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi bị xác định có nhiều sai phạm trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Ngoài ra, bệnh viện chưa hoàn trả 200 triệu đồng tiền chênh lệch bệnh nhân đột khi nhập viện và tiền bảo hiểm xã hội thẩm định lại cho người bệnh. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014-2019. Theo đó, trong giai đoạn nêu trên, bệnh viện có 29 gói thầu mua thiết bị y tế, vật tư y tế với tổng trị giá gần 256 tỷ đồng. Trong số 25 gói thầu tổng trị giá 237 tỷ đồng mà bệnh viện làm chủ đầu tư, có 8 gói bị xác định để xảy ra sai sót. Hồ sơ mời thầu không đúng quy định luật đấu thầu. Đơn cử, năm 2017, bệnh viện làm chủ đầu tư một gói thầu mua sắm máy chạy thận nhân tạo, nhưng lập thủ tục trình Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày có chứng thư thẩm định giá thiết bị. Bên cạnh đó, tổ chuyên gia chưa tuân thủ quy trình khi chấm thầu dụng cụ nội soi khớp gối, gồm 15 thiết bị với giá trị trên 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tháng 10 năm 2016, bệnh viện này và công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An, Hà Nội ký kết hợp đồng kinh tế, trong đó giá trị hợp đồng đối với lô số 3 là 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng giá trị hàng hóa mua sắm trên thực tế là 2,4 tỷ đồng, vượt 1,2 tỷ đồng so với hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, bệnh viện lại không báo cáo Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét, đề xuất thủ tục mua sắm hàng hóa trực tiếp theo quy định. Vẫn theo kết luận thanh tra, từ năm 2014 đến 2019, bệnh viện đã ký 6 hợp đồng mượn 10 máy của các đơn vị trúng thầu theo kết quả lựa chọn nhà thầu hàng năm, thời gian mượn máy từ 1 năm đến 5 năm. Các công ty cho mượn máy là nhà thầu trúng thầu cung cấp vật tư, hóa chất cho bệnh viện, do đó khi lập danh mục vật tư, hóa chất phải phụ thuộc vào đơn vị cho mượn máy, đặt máy để thực hiện bán hóa chất, vật tư y tế. Ngoài ra, bệnh viện ban hành 102 quyết định chỉ định thầu mua, sử dụng thuốc ngoài kế hoạch đấu thầu tập trung với 259 mặt hàng, tổng giá trị 4,8 tỷ đồng. Thực tế bệnh viện chỉ mua sử dụng 245 mặt hàng với giá trị 4,3 đồng. Kết luận thanh tra cũng cho thấy, từ năm 2016-2019, bệnh viện này chưa hoàn trả tiền chênh lệch mà người bệnh đồng chi trả bảo hiểm với số tiền 200 triệu đồng tiền chênh lệch bệnh nhân nộp khi nhập viện và tiền bảo hiểm xã hội thẩm định lại. Theo quy định, toàn bộ số tiền này phải hoàn trả lại cho từng người bệnh. Giải trình về việc trên, bệnh viện cho biết do tất cả hồ sơ thanh toán, thu tiền bệnh nhân đều thực hiện khi bệnh nhân ra viện, nhưng bảo hiểm xã hội quyết toán hàng quý trong khi bệnh nhân đã về nhà nên rất khó trong việc liên hệ trả lại tiền. Toàn bộ số tiền này đơn vị quản lý và sử dụng chung trong số thu hoạt động khám chữa bệnh của đơn vị. Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 theo hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Việc làm này đã vi phạm khoảng 3, điều 9, thông tư số 58, nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Chạy gói thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 để né đấu thầu, Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã chẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm kit test xét nghiệm COVID-19 theo hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa đã chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Theo đó, trong 2 năm 2020 đến 2021, Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa không xây dựng kế hoạch mua sắm cho từng tháng, quý, năm theo nhu cầu phòng chống dịch mà việc mua sắm được thực hiện bị động, nhỏ lẻ theo từng lần đề xuất của các khoa, phòng. Khi thực hiện mua sắm, chưa nắm chắc các quy định tại thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Cụ thể, khi có căn cứ xác định việc mua sắm để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách theo quy định tại Điều 15, Thông tư 58, thì phải tuân thủ theo quy trình chỉ định thầu rút gọn theo Điều 17, Thông tư 58. Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa không thực hiện theo quy trình mà lại chọn hình thức lấy ba báo giá. Bước này được thực hiện ở khâu xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Điều 11, Thông tư 58, để vận dụng cho việc mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu. Việc làm này là chưa tuân thủ đúng quy trình mua sắm. Bên cạnh đó, trong cùng một thời điểm ngày 3 tháng 9 năm 2021,
chủng loại kích tết xét nghiệm giống nhau. Cùng một đơn vị cung cấp là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại trang thiết bị y tế trung lập với tổng số tiền 128 triệu đồng. Nhưng Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa đã tách thành hai gói thầu và thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn 38 triệu 400 nghìn đồng và 89 triệu 600 nghìn đồng từ hai nguồn thu dịch vụ của trung tâm và từ nguồn ngân sách huyện Tư Nghĩa hỗ trợ. Việc làm này đã vi phạm khoản 3, điều 9, thông tư số 58, nghiêm cấm việc chia lẻ gói thầu để thực hiện việc mua sắm theo hình thức không phải đấu thầu hoặc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu không đúng quy định. Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi có văn bản thông cáo về kỳ họp thứ 9, khóa 20, đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật đối với Nguyên Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Xuân Mến và Giám đốc CDC Hồ Minh Nên vì có vi phạm, khuyết điểm về việc chấp hành các quy định về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.